cuộc sống hôm nay nhiều người bận bịu, người quê ra phố, người Bắc vô Nam, người miền ngược xuôi xuống vùng đồng bằng. Giữa cuộc sống hiện đại, mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Nhưng có lẽ dù đi đâu ở đâu, thì nhiều người khi đi xa đều có chung một nỗi nhớ. Nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà. Hùng cũng vậy, sinh ra ở vùng nông thôn Thái Nguyên, lớn lên cùng những món ăn từ tay mẹ nấu. Tuổi thơ của Hùng thấm đượm vị của mẹ, vị của yêu thương tần tảo mẹ dành trọn cho con. Bởi thế mà đã từng rời quê đi ra thành phố làm việc. Nhưng rồi Hùng lại quyết định trở về Thái Nguyên, ở bên mẹ, bắt đầu ý tưởng công việc mới. Khi kiểu đi xa thì là hầu như sẽ mọi người sẽ nhớ về nhà, nhớ đến những cái món ăn mà mẹ mình nấu. Đấy thì là tôi cũng vậy thôi, thì là tôi cũng bắt nguồn từ cái cảm hứng đấy. Thì tôi cũng mới đầu tôi cũng chỉ quay các video, một vài video làm kỷ niệm cho mẹ thôi. Thì là tôi đã đẩy lên Facebook với lại YouTube, thì là mọi người ủng hộ, thấy mọi người ủng hộ rất là nhiều. Thì là thấy mọi người cũng động viên là quay nhiều thêm các clip khác nữa. Thì lúc đấy tôi mới bắt đầu suy nghĩ là tôi sẽ làm một cái kênh chính thức để đăng tải các video cho mẹ. Hồi học cấp 3, Hùng thường hay chụp ảnh bằng điện thoại và mày mò dùng Photoshop để chỉnh sửa. Với đam mê đó, Hùng muốn dùng hình ảnh để lưu giữ các kỷ niệm về mẹ. Hùng không phải là người học chuyên ngành về chụp ảnh hay quay phim, chỉ là có lòng đam mê với nhiếp ảnh. Mà ở nông thôn, với điều kiện gia đình Hùng, thì có được một chiếc máy ảnh là việc xa xỉ lắm. Hồi tốt nghiệp lớp 12, Hùng đi làm và cố dành dụm để mua máy ảnh. Hết lớp 12 thì là tôi đi làm công ty hơn một năm. Thì là lúc đấy là làm công ty hơn một năm xong thì tôi cũng tích được một chút gọi là vốn ấy. Thì là tôi cũng mua được chiếc máy này. Thì là đây là cái chiếc máy mà đầu tiên tôi mua luôn. Thì là bây giờ tôi vẫn đang dùng cái chiếc máy đấy. Mẹ nhỉ? Bằng chiếc máy ảnh, Hùng bắt đầu kể những câu chuyện về mẹ, về món ăn quê hương theo cách của riêng mình. Hùng nó đi đầu tiên là chụp ảnh ở Hà Nội, thì về thì đầu tiên thì nó chụp thì nó bảo thì không có, thì con với mẹ cùng làm cái video, thì tôi cũng chẳng hiểu video là thế nào. Thế thì xong rồi tôi cũng bảo là thôi, mẹ còn nhiều việc lắm, mẹ chẳng làm đâu. Thế thì công việc đồng áng rồi thì nhà làm nó cũng cứ mất thời gian lắm. Thì mới đầu tôi cũng không đồng ý. Thì dần dần thì Hùng nó cũng cứ động viên và thôi mẹ cố gắng làm. Thì dần dần thì tôi thì cũng đồng ý và tôi cũng ủng hộ. Thế còn thì làm thì tôi cũng thấy lâu, quay đi quay lại nóng ruột lắm. Nói thì nói vậy, nhưng thấy con ở nhà, cô cũng vui. Mẹ con lại quấn quýt chăm sóc lẫn nhau. Niềm vui của người mẹ thật đơn giản. Bữa cơm có con bên cạnh, trò chuyện thủ thỉ, có người để lo dục ăn, để chăm chút. Cô đi đâu, Hùng cũng đem cái máy quay đi theo. Con có lớn tới đâu, với mẹ con vẫn là đứa trẻ lên ba. Cô vui vì Hùng vui. Mộc mạc mà cuốn hút, chạm đến được nỗi lòng của nhiều người từng sinh ra lớn lên ở vùng nông thôn. Nên ngay sau khi chia sẻ, clip của mẹ đã nhận được những phản hồi tích cực. Mới đầu tôi cũng chỉ quay các video, một vài video làm kỷ niệm cho mẹ thôi. Thì là tôi đã đẩy lên Facebook với lại YouTube. Thì là mọi người ủng hộ, thấy mọi người ủng hộ rất là nhiều. Thì là thấy mọi người cũng động viên là quay nhiều thêm các clip khác nữa. Thì lúc đấy tôi mới bắt đầu suy nghĩ là tôi sẽ làm một cái kênh chính thức để đăng tải các video cho mẹ. Thì
thì tôi cũng thấy là mọi người xung quanh cũng hỏi tôi là thế cháu nhìn thấy ảnh của cô ở trên trên mạng thấy đẹp thế. Tôi cũng bảo là thôi đừng, mẹ xấu lắm, đừng có chụp. Thế thì Hùng bảo không sao, mẹ cứ làm tự nhiên cho con. Thế sức hút của những clip ẩm thực mẹ làm đã vượt quá sức tưởng tượng của Hùng và mẹ. Được gây dựng trong thời gian ngắn chưa đầy 3 tháng, nhưng kênh ẩm thực mẹ làm đã đạt được 51.823 lượt đăng ký kênh. Fanpage ẩm thực mẹ làm có hơn 18.000 lượt thích và 23.000 người theo dõi. YouTube đã ghi nhận. Hùng được mời cho một số quảng cáo, nhưng Hùng chưa nhận lời. Kinh tế không phải là quyết định khi Hùng thực hiện ý tưởng của mình, mà đó là câu chuyện về mẹ, về cuộc sống nông thôn, khiến người xem cũng thấy thòm thèm, muốn ăn thử, làm thử. Thậm chí chạy ngay về với chính người mẹ thân yêu của mình để được thưởng thức những món ngon mẹ nấu, yêu thêm sự thân thương của nông thôn Việt Nam. Chắc chắn là mình sẽ có một cái giai đoạn nào đấy mình sẽ nhớ về nhà, nhớ về mẹ. Thì là mọi người xem cái video của tôi ấy, thì là mong là mọi người sẽ nghĩ về gia đình nhiều hơn, nghĩ về nhà, nghĩ về mẹ, nhớ, nghĩ về quê hương. Thì mình đi đâu xa thì mình muốn cảm giác là muốn được về nhà hơn. Đất nước Việt Nam từ Bắc tới Nam mỗi nơi một vẻ, mỗi miền lại có phong tục tập quán riêng. Nhưng có một điều không bao giờ khác biệt, đó là những bữa cơm của mẹ dọn cho cả nhà, của vợ làm cho chồng con. Những bữa ăn dung dị ngày nào cũng có.